Mặt trời đã đứng bóng, nhưng trên thao trường huấn luyện của tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới thuộc sư đoàn 375, các kíp chiến đấu của những đơn vị tham gia diễn tập hội thao vẫn sôi nổi đua tài. Các đồng chí đại trưởng chỉ huy kíp đài thực hành thu hồi, cơ động, triển khai chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị chiến đấu nhịp nhàng, đúng quy trình, thao tác thực hành đội ngũ chiến thuật, hiệp đồng kíp chiến đấu nhanh, gọn, dứt khoát, khẩu lệnh to, rõ, chuẩn xác. Trò chuyện với chúng tôi sau khi hoàn thành phần thi, Thượng úy Vũ Văn Thông, đại trưởng đài radar P-18M, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361, chia sẻ, ở nội dung này, cùng với thuần thục động tác cá nhân, các thành phần trong kíp đài phải có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Do vậy, nếu đơn vị không tổ chức huấn luyện thường xuyên, nghiêm túc thì sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Để đánh giá toàn diện trình độ, năng lực của các kíp chiến đấu, nội dung diễn tập hội thao lần này được thực hiện cả phần lý thuyết và thực hành trên các mặt công tác, tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, phần thực hành tập trung vào những nội dung chủ yếu như các kíp chiến đấu làm công tác chuẩn bị chiến đấu, làm bài tập luyện tập sở chỉ huy, làm văn kiện chiến đấu, thực hiện các bước chuyển trạng thái SSCD, kiểm tra chỉ tiêu cá nhân của các thành phần trong kíp chiến đấu. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Quân chủng PKKQ cho biết, trong diễn tập hội thao năm nay, quân chủng đưa vào những nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn và có dự báo trong tương lai, như nghiên cứu đánh giá tình hình địch trong xu thế phát triển phù hợp với các cuộc tiến công trong tương lai của địch, cập nhật, đưa các loại vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật mới vào quá trình huấn luyện, nghiên cứu, đánh giá những cuộc chiến tranh gần đây để đưa vào nội dung diễn tập hội thao. Ban chỉ đạo, ban tổ chức kết hợp giữa các nội dung trong hội thao với nội dung diễn tập giữa các giai đoạn chiến đấu để đánh giá toàn diện, tổng hợp trình độ, năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành của các kíp chiến đấu, đặc biệt là trình độ của người chỉ huy các cấp. Theo dõi quá trình diễn tập hội thao, chúng tôi nhận thấy cán bộ, chiến sĩ trong kíp chiến đấu sở chỉ huy trung đoàn radar, đài radar P-18M của các đơn vị đều nắm chắc nội dung lý thuyết, tính năng kỹ thuật, chiến thuật của các loại khí tài và chức trách, nhiệm vụ trên từng cương vị công tác. Các kíp chiến đấu đều nghiên cứu, đánh giá chính xác về địch và chuyển cấp kịp thời, bảo đảm chất lượng phát hiện, bám sát, thông báo tình hình về sở chỉ huy cấp trên và các đơn vị hiệp đồng. Thượng tá Lương Thế Tuyển, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 cho biết, qua diễn tập hội thao, các thành phần trong kíp chiến đấu học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm hay của đơn vị bạn để về tổ chức thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.